Mới đi học quân sự 2 tháng, thanh niên đau đớn chứng kiến cảnh bạn gái ở nhà đã được người khác tỏ tình. Câu chuyện chàng thanh niên trẻ vừa đi học nghĩa vụ quân sự 2 tháng mà bạn gái đã được người khác tỏ tình, trao nụ hôn say đắm giữa phố khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Mới đây, tâm sự buồn của một chàng trai trải qua cuộc tình tan vỡ khi người yêu được một anh chàng khác tỏ tình, cầu hôn trong lúc đang học tập quân sự đã trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Chàng trai này chia sẻ, anh và bạn gái đã yêu nhau được gần 2 năm, do đi học nghĩa vụ quân sự nên hai người phải tạm xa nhau một thời gian. Những tưởng thời gian yêu xa sẽ khiến cả hai càng nhung nhớ và yêu thương nhau hơn. Vậy mà chưa đầy 2 tháng, anh chàng đã phải đau đớn chứng kiến cảnh bạn gái được tỏ tình công khai âu yếm với một anh chàng khác ngay trên phố đi bộ. Chàng trai này cũng cho biết, anh đã gặp gỡ người yêu để cả hai nói lời chia tay. Bạn gái anh chàng đã nhận lời tỏ tình lãng mạn kia, còn anh lại đau đớn tuyệt vọng với một trái tim bị tổn thương. Những dòng tâm sự của chàng trai trẻ trên mạng xã hội khiến không ít người thương cảm, trách móc cả hai vì xa mặt cách lòng, vì chàng trai trẻ đã không quan tâm đến bạn gái nhiều hơn và cũng vì cô gái vội vàng tìm người mới. Dân mạng cũng hết lòng khuyên nhủ chàng trai tập trung học quân sự và quên đi người con gái không thuộc về mình. Câu chuyện tình tan vỡ của chàng trai trẻ này vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thực hư sự việc ra sao vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ngoài lời tâm sự của chàng trai trên mạng xã hội, thì nhân vật chính là cặp đôi trong màn tỏ tình rầm rộ trên phố Bùi Viện, Hà Nội, được cho là bạn gái của anh chàng và người thứ ba vẫn chưa lên tiếng.